Chúa ra biển khơi, vừa xa nan hiểm nguy chẳng ngại chi. Dù có lúc con sóng gặp bình sô, nhưng có Ngài con chẳng lo gì. Nào bạn ơi cùng Chúa ra chỗ sâu, tuổi trẻ con hăng say vì danh Chúa. Mẹ cả nhau, mẹ cả con tu về dân Chúa mỗi ngày. Dù vượt sông băng qua biển đến vùng đảo xa, vượt núi băng qua rừng đến vùng ngoại biên, sông sông hàng qua đều lại Chúa đến trong tim ơi. Vì trần gian phù sóng con ngày đêm, đường hôm nay trông gai nhiều cảm bẫy. Nào ta đến cùng với Giê-xu, chỉ có Ngài xua tan bóng mây mờ. Và lạy Chúa Ngài đứng trên trời cao, Ngài nhìn theo từng bước đường con đi. Hãy đi đến cùng với muôn dân, vâng lời Ngài con tha lưới cho muôn người. Dù vượt sông băng qua biển đến vùng đảo xa, vượt nơi băng qua rừng đến vùng ngoại biên, sông sông băng qua đều
chuyện gian phu sống con ngày đêm. Đường hôm nay trông gai nhiều cảm ơn. Nào ta đến cùng với Giê-xu, chỉ có Ngài xua tan bóng mây mờ. Và lạy Chúa Ngài đứng trên trời cao, Ngài nhìn theo từng bước đường con đi. Hãy đi đến cùng với muôn dân, vâng lời Ngài con tha lỗi cho muôn người. Dù vượt sông, vẫn có biến đến vùng đảo xa. Vượt nơi, vẫn qua rừng đến vùng ngoại biên. Sông sông, hàng qua, đều là Chúa đến trong tim người. Đều là Chúa đến trong tim người. Hiếu Nhi! Hiếu Nhi! Sẵn sàng chưa? Rồi, và chúng ta cùng trật tự rắn thẳng hàng lối thiên lặng. Con xin trân trọng kính mời ca sĩ Du Xe, quý chức hội đồng bầu cử, giáo sứ ban chấp hành giáo hai giáo họ Triệu Phúc và Phương Đức. Chúng ta cùng đứng để xin Chúa thánh hóa cho ngày trại hè của giáo sứ Triệu Thân của chúng ta. Cầu xin Chúa năm nay 2019 với chủ đề là thiếu nhi thánh thể.
chơi với Giêsu. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy để trẻ nhỏ đến với Chúa. Vì thế hôm nay, không chỉ ngày hôm nay mà trong suốt cuộc sống, mỗi người chúng ta hãy biết tạo điều kiện quan tâm đến con cái của chúng ta, để rồi giúp cho con cái của chúng ta đến với Chúa, gần với Chúa, học Chúa, bài học của Ngài. Đó là sự khiêm nhường trong đời sống hàng ngày. Vì thế với tất cả những ý nghĩa và nội dung đó, ở giờ đây cha sẽ chính thức tuyên bố trại hè Giáo sứ Triều Hân 2019 với chủ đề Thiếu nhi Thánh thể chơi với Giêsu. Xin được bắt đầu. Cảm ơn cha xứ về những lời yêu thương và sự quan tâm mà cha xứ đã dành cho đoàn thiếu nhi Thánh thể chúng ta. Thiếu nhi ơi, tay đây, tay đây, một tràng pháo tay lớn để cảm ơn cha xứ của chúng ta. Vâng, xin mời tất cả các anh chị giáo viên chúng ta cùng di chuyển sang bên cánh gà để chuẩn bị cho hoạt cảnh của mình. Rồi, bây giờ thầy sẽ hô Thiếu nhi Triệu Thông, thì các con sẽ hô là vui với Giêsu, được chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, Thiếu nhi Triệu Thông. Thiếu nhi Triệu Thông. Rồi, bây giờ thầy mời tất cả các con ngồi xuống chuẩn bị xem một cái hoạt cảnh xuất hành. Thiên Chúa là tổ phụ của Abraham, tổ phụ của Isaac, tổ phụ của Jacob. Người đã lập dân Israel làm dân riêng của Ngài. Tiếng kêu van khóc lóc của dân Israel đã vang đến tai Ngài, và Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót. Ngài đã chọn ông Môsê để đại diện cho Ngài cứu dân Israel ra khỏi vòng nô lệ Ai Cập, đến vùng đất hứa, vùng đất tràn trề sữa và mật. Lạy Chúa, xin trả lại cho con công lý, xin bảo vệ con trước những người không có lòng thương xót, xin giải thoát con khỏi kẻ gian dối và là đấng bảo vệ con. Sao Chúa lại đùn đẩy con? Sao để con phải ra đi trong buồn khổ, bị đàn áp bởi quân thù? Xin ban ánh sáng và chân lý của Chúa để dẫn dắt con, đưa con về đến núi thánh của Chúa. Chúa, lạy 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 Ch
chẳng ăn gì, con chỉ là kẻ tầm thường, xin ngài soi xét lại ạ. Người hãy nhớ rằng có ta luôn ở bên ngươi. Lạy Chúa của con, hãy đứng lên đưa dân của ta thoát khỏi Ai Cập, trở về miền đất hứa, miền đất tràn trề sữa và mật. Lạy Chúa, nếu ngài muốn thì tôi tới ngài xin thực hiện. Sai tôi đến với mọi người và tất cả những gì người đã làm cho mọi người đã thấy. Và giờ đây các người hãy nhanh chóng trở về với các chi tộc của mình, chuẩn bị cho cuộc xuất hành. Hãy ghi dấu trên chi tộc của mình để phân biệt từng chi tộc. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Xin tặng cho thành công giá của
Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho thiếu nhi ơi. Rồi cảm ơn các bạn giáo lý viên rất nhiều. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị lên đường chưa? Muốn lên đường chưa? Chưa có thể yêu các bản tên của tổ mình. Các bạn lưu ý để bảo quản. Chúng ta tiếp tục lên đường trở về miền đất hứa, miền đất tràn trề sữa và mật. Chúng ta lưu ý là đi theo đường và vào tổng cửa tới nhà thờ đúng chưa? Vào tổng cửa tới nhà thờ, tổng đường. Chúng ta tiếp tục hô to tổ mình nào, hô to tổ mình nào. Mặt trời lên, sương to đêm, chúc sinh em và không ngừng quên. Mặt xinh tươi, cho mọi em cười, ánh mắt lòng em bắt sương vương tận mây. Xung quanh em là bầu trời, trong xanh như là cuộc đời. Cứ thế nào em mắt đang xanh, kinh tay ông em như đang lỡ mời. Các bạn thiếu nhi à, thiếu nhi là thiếu nhi đây, thiếu nhi à là thiếu nhi à, vui ở đâu là vui ở đâu, vui ở đây là vui ở đây, chơi ở đâu là chơi ở đâu, chơi ở đây là chơi ở đây, học ở đâu là học ở đâu, học ở đây là học ở đây. Các bạn có nhớ nhá, vui chơi và học cả ba, các bạn phải nhớ nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hô thật to khẩu hiệu tổ của mình nào, thật to nào, tổ nào. Xứng đáng được phần thưởng à, được điểm cao nhất ngày hôm nay. Các bạn có biết không ạ? Chúng ta di chuyển từ bên giáo họ Phương Đức và khi tới nhà văn hóa, tổ đầu tiên mà chạm đích đó chính là điểm của tổ Du Xe ạ. Xin cộng cho tổ Du Xe 500 điểm. Vỗ tay. Hơn to nào. Du Xe. Du Xe. Du Xe. Tổ thứ hai phải tính cả cái bảng. Bảng này về sau bảng Du Xe. Rồi bảng của tổ A Huê về đồng giải với tổ Du Xe cộng 500 điểm. An Huê. An Huê. Không to lại nào. An Huê. An Huê. Rồi cộng thêm tổ An Huê 10 điểm nữa, hô to. Rồi mời cao. Thiếu nhi Triều Thông. Thiếu nhi Triều Thông. Thiếu nhi Triều Thông. Thiếu nhi Triều Thông. Và thiếu nhi Triều Thông. Vui tươi, nhiệt huyết, yêu thương, phục vụ An Huê. Xin cảm ơn tổ 100 điểm. Oh,
ta về đây, muốn con tim hiệp nước yêu thương. Cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ. Dù chung gái ta sánh vai qua ngày tháng dài, lòng mệt mài vững đôi chân về mái tương lai. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chứng cho Chúa ta sống yêu biết phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi, nói gương tình yêu nơi ba ngôi hiệp nhất không thôi. Làm nhân chứng đi khắp nơi với đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì, vì đường đời không phải chờ gì lâu. Chúng ta cùng chào đón thầy Đa Minh Ngô Văn Khánh với một trò chơi đầu tiên rất là hay và rất là ý nghĩa. Xin mời các bạn cùng vỗ tay để chào mừng thầy Đa Minh Ngô Văn Khánh. Xin mời, cảm ơn thầy. Chúng ta vào bài thầy nha. Chúng ta vào bài thầy nha. Các bạn, cứ như thế anh trưởng ra ấy, ở đôi bên nào, đôi nào sai chưa một điểm, sai chưa một điểm. Rồi,
thầy sẽ công bố điểm. Đội về nhất của chúng ta là đội Du Xe. Đội thứ hai là đội Mất Tia. Đội thứ ba là Phong Lu. Chúc mừng người Phong Lu. Đội số 4 là đội Mất Tia. Chúc mừng người Mất Tia. Đội thứ 5 đó là đội rồi các bạn đằng sau quay ba bước rồi đằng sau quay rồi rồi về đất quay lên đi nào ngồi sát vào với nhau đừng có sức ăn thẳng đội do anh đừng có thẳng đến như thế nào do anh tất cả các đội do anh đừng có thẳng đến chúng ta quay về đi xin đã xin các đội trưởng nên lấy 16 ống xếp ống cho đội của mình. Xin các đội xếp ống nên qua đầu. Xếp ống nên qua đầu. Xếp ống cho đội của mình, xếp nên qua đầu cho thầy. Xếp qua đầu. Xin các đội xếp nên qua đầu cho thầy. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Các thầy cũng trách các đội, xin các thầy cũng kèm nữa. Tôi đã xếp ống. Xin các thầy vẫn ấy vừa không trách các đội. Các chú cũng sẽ giúp cho em ấm lên trên đầu. Và tôi đã quyết định bằng Shimana tổ chức trừ đội Hachiko 50 điểm. Tôi đã được ngồi xuống những các đội còn lại đây này. Ngồi xuống những các đội còn lại. Rồi. Một chiếc xô đặt ở phía trên đầu này. Xin các thầy nhận một chiếc xô của đội mình đặt trên đầu. Đầu đây ạ. Đặt trên phía đầu của thầy đứng đây. Đặt ở phía đầu trên đầu đây để hấm nước. Đặt ở phía trên đầu đây để hấm nước. Mỗi đội cả các biểu hiện của các đội chúng ta xịt lên trên này. Các bạn lên hạt trên. Đấy ạ. Lên xịt lên trên. Rồi. Các con cầm lên trên này. Không. Lên trên này. Thầy nói là giữ qua đầu. Các bạn xịt lên trên, xịt lên trên, xịt lên đầu. Giữ qua đầu. Tất cả ống đưa qua đầu. Không được. Người trước. Nữ đội sẽ gửi cho thầy một người trước cầm chiếc số còn lại. Được chưa? Các bạn cầm chiếc số còn lại chưa? Mỗi đội rồi. Các bạn để ý nè. Nghe thầy phổ biến luật chơi này. Nghe thầy phổ biến luật chơi. Đội Francisco. Mời đội Francisco cầm chiếc số cuối cùng đến đây. Đại diện của đội Francisco đi múc nước đâu? Thầy, khi nào thầy nói đi múc nước thì các bạn đang cầm xô sẽ chạy ra ngoài bờ sông, sẽ chạy ra bờ sông múc nước và chuyển nước từ phía cuối hàng lên trên đầu hàng cho thầy. Khi nào thầy có hiệu lệnh, các bạn sẽ chạy ra ngoài bờ sông múc nước và đổ nước trên từ cuối hàng lên trên đầu hàng này cho thầy. Sẵn sàng với phần đầu tiên. Phần đầu tiên là phần nháp cho các bạn. Phần đầu tiên nháp trước một người. Nháp trước một người thôi. Một người đi múc nước. Chuẩn bị 3, 4, 5, 6 đầu.
về đầu tiên của phần chơi này, đó chính là đội Matia. Đội Matia đã là đội về đầu tiên của phần chơi của đội. Các bạn đã rất nhanh chóng khéo léo để đưa nước về đến quần. Các bạn đã sử dụng từ quần áo mũ nón và tôi nhìn thấy cả những giày dép gì mới sao ấy ạ. Đội thứ hai đó là đội nào ạ? Đội thứ hai là đội Hello. Xin chúc mừng các bạn đội về đội. Đội thứ ba đó là đội Matthew. Đội số 4 đó là đội cảm ơn. Xin cảm ơn các đội. Bây giờ chúng ta trò chơi tiếp theo của chúng ta sẽ được mang tên là rồi xe tăng huyền thoại. Mỗi đội sẽ được phát cho một kế đoạn là bao. Đây, bây giờ sẽ có người chơi cho chúng ta để cho chúng ta biết được. Và các đội chúng ta sẽ chơi đúng như thế. Tất cả các đội chú ý đây. Rồi bây giờ mỗi một đội sẽ có 5 người chơi trên một lượt chơi. Rồi bây giờ các đội đã chuẩn bị xong chưa? Are you ready? Are you ready? Yes, rồi. Rồi các đội chúng ta chuẩn bị nhá. Một, bắt đầu. Chúng ta có muốn nghe công bố không? Thiếu nhi của chúng ta có muốn nghe công bố không đây? À, thì tất cả bây giờ các đội chúng ta trở về vị trí đã. Để tất cả các cái đồ chơi ở trên này chúng ta... Đội về nhất đó là đội Andre. Đội về thứ nhì là đội Matthew. Rồi đội về thứ ba là đội đội Su nhỉ, đội Si đội Du Xe. Đội về thứ bốn là đội Paulo. Đội về thứ năm là đội Pedro. Thứ sáu là Doan. Đội dép huyền thoại đấy, ban tổ chức sẽ bố trí cho mỗi đội hai đôi dép. Không phải là đôi dép bình thường mà đây là đôi dép ngoại cơ. Dành mỗi lượt chơi là ba bạn chơi. Rồi chúng ta sẽ cùng cùng thầy sứ và các chú chúng ta cùng đi. Rồi trò chơi của chúng ta sẽ là rồi bây giờ các đội trưởng chúng ta cũng bố trí là mỗi đội của mình là ba người chơi. À sẵn sàng thì chuẩn bị nhá. Các đội ba, hai, một, bắt đầu.
trưởng chúng ta sắp xếp cho đội của mình. Đội nào xếp nhanh và trật tự sẽ được công điểm. Đội về cuối cùng, thành sẽ công bố đội về cuối cùng được điểm nào. Chúng ta có số hiệu. Đội về cuối cùng là đội. Đội nào? Đội nào nhỉ? Anh tiếp theo đội được không? Đội thứ bảy đấy, là đội. Đội gì nhỉ? Đội số. Đội về thứ ba là đội. Đội về thứ ba là đội. Đội gì? Còn tại sao mình không về thứ nhất và thứ hai? Và tại sao mình lại không về thứ ba? À, đội về thứ ba là đội thắng xin đội. Đội bây giờ còn đúng hai đội thôi. Anh là về thứ nhất đấy. Đội nào nhỉ? Đội nào về thứ nhất? Anh có đúng tay lên, chị xe đâu? Chị xe đâu? Đội về thứ nhất là đội. Là đội. Đội có thể chưa nghe gì? Thứ hai là đội AT, xin cảm ơn tất cả thiếu nhi và chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Xin tất cả các đội trưởng tập trung và xếp thẳng hàng này và chúng ta chuẩn bị. Bây giờ chúng ta tự thưởng thức cho nhau một bài massage, qua đồng ý không? Mình bóp 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 nào, mình bóp bóp bóp, mình bóp 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 nào, mình bóp bóp bóp, mình xoa 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 nào, mình xoa xoa xoa, mình xoa 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 nào, mình xoa xoa xoa, mình tấm 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 nào, mình tấm tấm tấm, mình tấm 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 nào, mình tấm tấm tấm, mình xoa 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 nào, mình xoa xoa xoa. Tay của người đằng sau bám vào hai tay của người đằng trước. À, rồi. Nào mình bóp bóp bóp, mình xoa xoa xoa, nào mình xoa xoa xoa, mình xoa xoa xoa, nào mình xoa xoa xoa. Đầu hàng của các đội để chúng ta chấm lượt cho tất cả các bạn thiếu nhi để đòi hỏi sự công bằng, minh bạch cho tất cả các bạn. Rồi khi nào xin hai thầy chúng ta nhảy thử. Trò chơi ba bố của giáo sứ thiếu nhi giáo sứ Triệu Thông.
số, đây là đội số 2 đúng không? Bên tay trái, ôi, tay trái là chỗ nào? Cô không quay nhầm rồi, tay trái có được bên nào? Bên này là không quay vào đây, không quay vào các bạn này. Rồi, con này nó rất thân thiện với con người và nó hay thường trông nhà cho con người. Đó là con gì? Con chó. Sơ tay. Rồi, bên đội 2 nào? Trả lời cho này nào, con nào? Con gì vậy? Con chó. Con chó rồi, con đúng không? Con chó phải con chó không? Con đúng không? Con chó nó có thân thiện với con người không? Không. Nó có thân thiện với con người không? Không. À, con chó không thân thiện với con người à? Rồi, con chó nó rất thân thiện. Nó có trông nhà cho con người không? À, đúng rồi, nó có trông nhà cho con người. Có đúng không? Con chó có phải là chính xác không? À, vậy thì vỗ tay chúc mừng bạn nào. Rồi, bây giờ chúng ta chơi trò này. Du xe 20 điểm ạ. Hiện tại chúng tôi còn thấy 2, 4, 6, 8, 9, 10. Rồi, mời bạn thuyết trình đội số 1 ạ. Trước khi thuyết trình thì xin mời các tổ, các thành viên xếp thành 3 hàng ở trong gian của mình. Những người còn lại cho các em xếp thành 3 hàng và ngồi xuống. Bây giờ xin mời các tổ trên đây bước ra sau 3 bước. Bước 1, 2, bước ra. Chư tổ du xe, thầy Toàn và thầy Hà sẽ giúp cho về ban giám khảo thầy chấm điểm. Và con xin kính mời. Kính thưa cha và thầy, quý vị cùng tất cả mọi người đang hiện diện đây này. Con xin đại diện cho tổ An Lê xin thuyết trình bài viết của con, bài vẽ. Của con là ở đây là có thầy giáo, tượng trưng và bên cạnh là có các em thiếu nhi. Là xung quanh luôn cầu nguyện hàng ngày của Chúa không ngơi không nghỉ ạ, không quản ngày đêm, không quản ngày đêm. Và xung quanh là có thiên nhiên, cây cảnh, hoa lá, hoa cùng với là các em thiếu nhi để có một khởi cầu nguyện nghiêm trang và trang
tràng pháo tay thật vòn ra để chúc mừng đội An Lê. Rồi, tiếp theo đến đội Mát Thêm, mời đội An Lê trở về vị trí. Các kính thưa cha, kính thưa quý thầy, quý sư cùng toàn thể công đoàn đang có mặt nơi đây. Con xin thay mặt cho đội Mát Thêm thuyết trình về bản đó tường của con hôm nay. Đầu tiên nhìn tổng thể cả bức tranh là ngày đầu tiên đập vào mắt quý cha và mọi người là hiện thánh giá đã cũng dẫn ta tất cả mọi việc đều hướng về thánh giá Chúa Kitô là sự chết của ngài trên cái thánh giá và cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có một thánh giá riêng và mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống thì đều phải cầu nguyện và hướng về thánh giá Chúa. Vì thế chúng con đặt cái thánh giá ngay trên đầu của bức tranh để mọi người hướng về cái thánh giá. Và hôm nay chủ đề của trại hè chúng ta vui với Giêsu, khi các em thiếu nhi mà vui chơi hay là học tập thì chúng ta cũng đều phải hướng về thánh giá Chúa Kitô cầu nguyện để Chúa ban các ơn lành cho chúng ta được vui chơi và học tập được tốt hơn. Tiếp đến là tên đội Mát Thêm của chúng con. Mát Thêm của chúng con viết ngay sau cái thánh giá thể hiện tinh thần đoàn kết của chúng con và dưới sự ban phép này của Chúa thì đội của chúng con ngày thêm đoàn kết và vững mạnh hơn ạ. Và phần cuối cùng của bản báo tường của chúng con tuy hơi nguệch ngoạc và có vẻ là nhiều người nhìn sẽ không hiểu ra một cái gì cả, nhưng đây là thể hiện sự đơn sơ và chân thành của các thiếu nhi. Tất cả mọi người đều phải bước ra từ nước vỡ lòng và động viên các em được học có nhà vẽ hình tròn và những bước và những con run đầu tiên các em vẽ rất là mình quạt ngoại thể hiện tấm lòng đơn sơ, thể hiện tinh thần vui chơi hết mình của các thiếu nhi ạ. Con xin hết ạ. Đội Mát Thêm hôm nay, Mát Thêm. Rồi, mời đội Mát Thêm chúng ta trở về vị trí. Tiếp theo là đội Dô An Đâu. Đội Dô An Đâu ạ. Kính thưa cha xứ, quý thầy, quý dì và cộng đoàn hiện diện nơi đây, con xin đại diện cho đội Do An để thuyết trình bức tranh của chúng con ạ. Hiện diện trước mặt mọi người là nhà thờ và một em thiếu nhi, và bên này là chữ cầu nguyện để chúng con nói lên, để chúng con hướng lên tâm hồn của Chúa. Và mỗi ngày chúng con được vui chơi, chúng con cũng biết đến Chúa để chúng con tìm đến Chúa cầu nguyện mỗi ngày để chúng con lớn lên trưởng thành. Mỗi lần chúng con đến nhà thờ, chúng con luôn biết tìm đến Chúa cầu nguyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng Chúa. Chúng con xin hết ạ. Rồi, con giảm vào tay đi. Chúng ta cùng một tràng pháo tay giòn giã để chúc mừng đội Dô An. Và tiếp theo là đội Thang Si Cô đây nhỉ. Thang Si Cô. Rồi, đội Thang Si Cô. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý dì và tất cả mọi người, con hôm nay con xin đại diện cho tổ của con, đó là tổ 4, tổ Thang Si Cô, thuyết trình về bức tranh của cả tổ con vẽ. Đầu tiên con nói bức tranh là phần trọng tâm của bức tranh là con vẽ một hình thánh giá và phù đề chữ S. Phần thánh giá của chúng con ý nghĩa là những người Kitô hữu, còn phần chữ S chính là biểu tượng cho đất nước Việt Nam, là tập thể của một cái hình ở giữa, là chúng con muốn nói đến những người Kitô hữu đang ở hiện diện ở khắp trên đất nước Việt Nam. Và theo chủ đề như của trong ngày hôm nay là chủ đề học cùng Giêsu, chúng con đưa biểu tượng đấy lên trên đầu tiên vì chúng con được học hỏi là những người Kitô hữu luôn luôn phải lắng nghe, học cùng với Chúa Giêsu, đó là chính quyển sách biểu tượng cho sự giáo dục, học hỏi ạ. Và tổ con đã chọn cho mình một thánh Francisco, đó là vị thánh rất tiêu biểu và nhất là ngày gắn liền và rất là gắn liền với thiếu nhi. Và ở đức tính của ngài mà chúng con cảm thấy là ấn tượng nhất đó chính là đức tính khiêm nhường. Vì khi chúng con khiêm nhường thì chúng con mới có thể lắng nghe, học hỏi Chúa và tất cả mọi người để sau đó là chúng con sẽ học hỏi được Chúa và mọi người nhiều hơn. Dạ, chúng con xin thế ạ. Xin cảm ơn đội Francisco. Francisco, thánh mức của đội mình đâu người? Francisco đâu người? Paolo. Dạ, con thưa cha, với thưa thầy, với thưa quý vị và
Đây là bài phúc trình về bài mẹ của chúng con ạ. Đây là thánh giá của Chúa đã thể hiện tình yêu của Thiên Chúa. Và bên ngoài thánh giá là trái tim biểu tượng của tình yêu và sự bao dung của Chúa. Còn dưới đây là hình ảnh của các em thiếu nhi đang chạy đến để chơi và vui học cùng với Chúa. Hy vọng sự yêu thương của Chúa sẽ soi sáng cho thiếu nhi chúng con. Và tổ chúng con là tổ Phao Lô Nhiệt Thành ạ. Và cũng xin tình yêu của Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con có thể đem niềm vui cũng như là sự hy sinh của mình giúp đỡ cho mọi người và có thể mang đem Chúa đến cho mọi người nhiều hơn ạ. Rồi, cảm ơn đội Phao Lô. Tiếp theo là đội Phao Lô. Đội Phao Lô, thành viên của đội Phao Lô luôn nhỉ? Cương chủ. Rồi, mời đội Phao Lô. Con thưa cha và quý thầy, sau đây con đại diện cho đội Phao Lô sẽ trình bày bức tranh của con. Trọng tâm của bức tranh đó là hình ảnh của mặt trời, là biểu tượng cho Chúa Giê-xu. Còn ở dưới này là hình ảnh của các em thiếu nhi, là hình ảnh của các em thiếu nhi ở trên các nước trên thế giới, phân biệt các chủng tộc, màu da và ngôn ngữ. Hình ảnh mặt trời này là biểu tượng của Chúa Giê-xu luôn soi sáng cho chúng con ở mọi hành động. Chúa Giê-xu luôn vui cùng với thiếu nhi, học cùng với thiếu nhi và luôn soi sáng cho mọi người ở dù là ở đâu, ở trên các miền, mọi miền đất nước, dù có phân biệt màu da hay ngôn ngữ thì chúng con đều có chung một bầu trời, đó là Chúa Giê-xu. Con xin hết ạ. Đó là Phê-rô, đó là Phê-rô, đó là Phê-rô, con trời, Phê-rô, con trời, Phê-rô, con trời. Vâng, chào xin mời đội tiếp theo ạ. Các đội chương trình rất hay rồi, đội tiếp theo sẽ phải hay hơn ạ. Rồi các bạn nhớ là Trung Kiên, Mattia, Trung Kiên, Mattia, Trung Kiên. Xin mời Mattia một phút bắt đầu. Kính thưa cha, kính thưa thầy, kính thưa các bạn đang hiện diện nơi đây. Tổ Mattia chúng con xin trình bày là thiếu nhi chúng con, mẹ. Đây là hình ảnh Chúa Giê-xu và đây thiếu nhi đang sau khi một buổi học làm tí kết thúc mệt mỏi thì thiếu nhi chúng con luôn có Chúa đồng hành. Không những Chúa đồng hành cùng với chúng con ở trong trường lớp, trường học, ở trong nhà giám lý mà Chúa còn đồng hành cùng chúng con ngay cả trên con đường về bà, ngay cả về nhà. Trên con đường về có cây lá, mây ở mặt trời, biểu tượng giống như một bầu trời hôm nay thật là trong xanh. Và thiếu nhi chúng con sẽ có hình thánh giá ở đây, sẽ luôn lấy biểu tượng thánh giá của Chúa Giê-xu để học hỏi nơi người ạ. Xin hết ạ. Đó là tổ Mattia đâu, đó là Mattia, Mattia, Trung Kiên, Mattia, Trung Kiên, Mattia, Trung Kiên. Một phút cho các bạn, tổ Giuse bắt đầu. Dạ, con kính thưa cha, kính thưa quý thầy, quý dì và cộng đoàn. Thay mặt cho đội Giuse thuyết trình về bài báo tường của chúng con ạ. Ở chính giữa bài báo tường của bọn con là một cây thánh giá biểu tượng cho Chúa Giê-xu đã xuống trần gian để cứu chuộc loài người chúng con. Và ở bên phía tay trái đây ạ, là một hình trái tim biểu tượng cho tình yêu thương bao la của Chúa Cha đã ban phát xuống cho chúng con. Và đây, và ở bên phía tay phải bọn con vẽ một hình người và hình người này đại diện cho hàng trăm hàng nghìn các em thiếu nhi trên toàn thế giới này. Hãy luôn ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ và noi gương Chúa Giê-xu để sống tốt lành, thánh thiện hơn. Và mọi người có thể nhìn thấy đây là bọn con vẽ là biểu tượng cánh chim, là cánh tay đắc lực của Chúa Giê-xu, của Chúa, là Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ chúng con vượt qua mọi gian nan thử thách để chúng con có thể bước, để chúng con có thể vượt qua mọi gian nan ạ. Và ở dưới này là bọn con vẽ những cỏ cây hoa lá là một biểu tượng cho tấm lòng đơn sơ nhỏ bé của các em thiếu nhi. Và ở trên cùng này bọn con vẽ một ông mặt trời là và ông mặt trời này sẽ tỏa ban ánh sáng xuống cho tất cả mọi người trên thế giới này ạ. Dạ con xin hết ạ. Vâng, Giuse, công chúa Giuse, công chúa Giuse. Cha đã được nghe tất cả các đại diện của các tổ, 8 tổ đã thuyết trình cũng như được xem các hình ảnh của từ báo tường đại diện của các tổ. Và giờ đây cha mời đội thứ nhất là đội Andre ra giữa.
sau đội Andre là đội Phêrô. Đội Phêrô đang vỗ tay. Đây là hai đội. Thứ nhất nhìn vào hình ảnh và sau khi đã được nghe bạn đại diện để thuyết trình thì ta đã thấy được toát lên cái chủ đề chính của trại hè hôm nay, đó là vui với Giêsu. Các bạn đã lấy Chúa Giêsu trên thập giá làm trung tâm điểm. Bên đội Phêrô thì lấy hình mặt trời, đó là ý chỉ là Thiên Chúa là soi sáng cho toàn thể thế gian. Hai đội đã nói lên được cái chủ đề chính và rồi xung quanh đó các nét phù họa cũng đã nói lên tất cả, tập trung vào cái trung tâm điểm, đó là Thiên Chúa, là Đức Kitô, là một Đức Kitô. Hình ảnh so với các đội khác, hình ảnh là có ý nghĩa và người thuyết trình cũng tương đối là rõ ràng. Vì thế cha chấm hai đội Phêrô và đội Andre đứng thứ nhất, cộng hai đội mỗi đội 1.000 điểm. Xin chúc mừng tổ Andre và tổ Phêrô mỗi tổ 1.000 điểm. Hai đội về chỗ, xin mời hai tổ về chỗ. Xin đội Matthew, đội Francisco, ba đội. Ta cũng đã được nghe bạn đại diện đã thuyết trình về cái bức tranh mà trong tổ các bạn đã phối hợp cùng nhau để vẽ lên, thì ra cho ba đội này đứng thứ đông giải nhì, tổng mỗi đội 950 điểm. Chúc mừng đội tràng pháo tay để chúc mừng ba đội. Tiếp theo, rồi xin ba đội về chỗ. Những đội còn lại tiến lên phía trước. Các bạn này thì là vẽ rất là đẹp nhưng mà chưa nói lên toát lên được cái chủ đề chính lắm. Tuy nhiên là trong ý tưởng trong đầu các bạn là có cái ý tưởng đó rồi, muốn tập trung vào cái chủ đề chính. Thế nhưng mà khi mà phối hợp với nhau vẽ lên bức tranh thì chưa được đoàn kết cho lắm. Thì thế là cha chấm cho ba đội còn lại đồng giải ba, mỗi đội 900 điểm. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Còn trò chơi tiếp theo có tên là thảm bay. Các bạn đã chơi trò đấy bao giờ chưa nhỉ? Mỗi đội chúng ta sẽ được nhận hai chiếc bàn. Đội trưởng, đội trưởng các bạn nhận bàn giúp mình nào. Con nhờ một số thầy vào làm mẫu cho các em một người chút ạ. Sẵn sàng, bắt đầu. Các bạn nhìn các thầy nào này. Đó. Các bạn nhìn kỹ nha. Các thành viên và tổ trưởng. Các bạn có 3 giây chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Các bạn làm nhá một lần nào. Tất cả các thành viên chúng ta đều đứng ở trong. Bạn đã chuẩn bị được. Rồi, cảm ơn các bạn hiểu được đúng không? Rồi, xin mời tất cả các bạn trở về hàng cũ. Nhất cái một cái bạc thôi. Còn cái bạc còn lại cầm trên tay. Được chưa nào? Cả tổ nào? Tất cả mọi người đứng trên cái bạc. Không ai thò chân ra ngoài. Một người thò chân ra ngoài trừ 100 điểm ạ. 3 giây cuối nào. 3, 2, 1. Được chưa? Một cái bạc thôi. Bạc kia giơ lên, được chưa? Sẵn sàng chưa? Xin mỗi thầy quảng cho một đội ạ. Lưu ý với các bạn là ở đâu là vui ở đâu? Vui ở đây là vui ở đây. Chơi ở đâu là chơi ở đâu? Chơi ở đây là chơi ở đây. Vui ở đâu là vui ở đâu? Vui ở đây là vui ở đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng và các thầy, các chú cũng sẵn sàng để qua sát các bạn. Đội nào về đích tức là chạm vào phía sân khấu đầu tiên, tất cả thành viên sẽ treo lên sân khấu, tổ đó chiến thắng. Được chưa? Tổ nào về đầu tiên phải hô thật to, tổ về lên. Trong quá trình di chuyển, vừa đi vừa nhảy, vừa vỗ tay vừa hò hét, tổ nào hò to nhất thì cộng điểm. Được chưa? Vừa nhảy theo nhạc, vừa hò vừa hét, vừa hô to thở của mình. Rồi, sẵn sàng chưa? 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu!
tổ thu lại cái bao mang tới đây. Tổ nào biết câu điểm không? 3, 2, 1, tổ nào đây? Chưa vo gọn nào và gọn nhất có thể. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn ạ. Thiếu nhi môi sinh biến chất. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Trên tay thầy đã có kết quả của chúng ta trong cái trò chơi thảm bay vừa rồi. Và như chúng ta thấy thì đội nào về danh thứ nhất ạ? Đội nào ạ? Thầy muốn nghe thấy chúng ta hô thật to của đội của mình ạ. Đội nào ạ? Vâng, các bạn có lẽ đến giờ này các bạn đã không còn tiếng nữa rồi. Peru! Vâng, chúc mừng đội Peru. Chúng ta đã về vị trí thứ tư trong trò chơi vừa rồi ạ. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Tiếp theo, về thứ ba chính là đội Andre. Chúc mừng đội Andre. Những cánh tay đội Andre rồi ạ. Andre! Vâng, đội nào về thứ nhất ạ? Vâng, chúc mừng đội Sơn về vị trí thứ nhất ạ. Sơn, Hoa Thương, Sơn, Hoa Thương. Và đội thứ hai chính là đội Vâng, Paulo ạ. Paulo, Paulo. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn tiếp tục thi đua, và đặc biệt là buổi trưa ngày hôm nay thi đua có mặt trong nhà huyện Kiên Trang, rồi thi đua ăn hết sạch, rồi thi đua sạch sẽ vệ sinh. Bây giờ xin mỗi tổ một chiếc bao ạ, thật nhanh, mỗi tổ một người ạ, mỗi tổ một người. Chúng ta sẽ đến vào nhà thờ, các bạn sẽ bỏ hết bu ra tiến vào nhà thờ như cô tổ hai lô đi ạ. Vì nước trời là của những ai giống như chúng.
người đã nghe xin chúng rồi đi khỏi nơi đó. Đó là lời mà không làm vì yêu vì cho chúng con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim chúng con đau đớn. Cho chúng con biết yêu những thần bé nhỏ trẻ thơ đơn sơ, thú nhận thấy mình yếu đuối và bất lực. Nữa, xin cho chúng con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó, chúng con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong chúng con. Ước gì chúng con được làm bạn của Chúa trên đường từ bên lên đến núi sau và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.
sinh viên có thể dùng vé chơi của mình, vé thưởng quà của mình để đến gian hàng nước mía, và nước mía của chúng tôi luôn luôn phục vụ quý khách. Cầu cung cùng với thầy Hạ để chuẩn bị cho phần đi cầu cung.